Chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của Thúy Vlog nha các bạn. Sau đây mình sẽ cho bạn coi cây khế nha các bạn. Cây khế này nó cao các bạn, có cao hơn 2 mét các bạn, rất là cao. Cho bạn coi, rất là cao. Đã có trái lớn các bạn, cái lượng mình mới quay cho các bạn coi đó. Đây, cao. Thấy không? Hơn 2 mét các bạn. Cũng đang có bông mà có trái các bạn. Cái khế này mình giao bán giá 450 các bạn. Gốc nó bự đấy các bạn. Đây, trái bự mình quay cho các bạn coi này. Thấy không? Đang ra từ những thân đây các bạn, có bông luôn nè. Cái cây này, cái dáng của nó vươn nè các bạn, thấy không, vươn trên nè. Đây, hai trái lớn luôn nè. Rồi đó, lên trên có nó trái đây các bạn, có bông luôn nè, bông trái nè. Giá của nó là 450 các bạn. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Gọi điện thoại trực tiếp các bạn. Đây. Đây là cái thế. Vườn mình các bạn thấy không? Vườn mình đón ánh sáng. Rất là giá của nó là 450. Xin nhắc lại các bạn. Chỉ 450 một cây cao hơn 2 mét các bạn. Gốc nó cũng rất là bự các bạn.